Hello, hello mọi người, chào mừng mọi người tới kênh của Rino nè. Rồi hôm nay chúng ta có một bản cập nhật mới nè mọi người. Thì không biết là mọi người đã làm nhiệm vụ hết chưa? Rồi Rino thì đi làm từ sáng rồi nha. Nhưng mà bây giờ mới rảnh để ngồi edit clip cho mọi người xem nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp là Miu Miu đầu tiên nha, để chúng ta nhận nhiệm vụ nè mọi người. Rồi nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta phải tìm ba mèo trốn ở Playa nha. Rồi bây giờ cùng mình đi tìm nha. Thì con mèo đầu tiên mình đã thấy rồi nè, ở ngay chỗ nữ hoàng thông tin nha mọi người. Rồi mình đã thấy rồi, ngay cái bốt điện thoại ở bên khu game zone nè mọi người. Đây, đây con mèo thứ hai nha. Rồi mình nhìn qua bên này thì mình cũng thấy thêm một con mèo ở ngay dưới chân cầu thang nè. Trời ơi, nhiệm vụ này dễ nha. Rồi bây giờ mình sẽ chơi lại cả nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ thì mọi người nhớ coi quảng cáo để được nhanh 3 xu nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ thứ hai nè. Hãy kiên nhẫn và trốn đằng sau cái cây à. Nhiệm vụ gì lạ vậy ta? Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại cái cây nè. Rồi mình sẽ chọn dòng đầu tiên nha. Rồi vậy là mình đã xong nhiệm vụ này rồi. Bây giờ trả nhiệm vụ thôi mọi người. Rồi cũng nhớ là coi nhân 3 nha. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là gì đây? Hãy đến chỗ nhà trốn tìm ẩn Miu à. Rồi mình sẽ qua đây để làm nhiệm vụ nè. Hãy tìm nơi ẩn Miu trốn ở Playa, gợi ý là nghe thấy âm nhạc à. Nếu như mọi người thấy cái nhiệm vụ này mà có gợi ý như vậy á, hãy chạy tới gần cái chỗ chờ xe buýt nè mọi người, ở gần cái chỗ anh guitar nè, là chúng ta có thể nghe được âm nhạc nha. Rồi tiếp theo mình sẽ gặp Lý Miu để làm nhiệm vụ nha mọi người. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là tìm ẩn Miu ở khu cắm trại nè. Thì cái nhiệm vụ này rất là quần mình luôn nha. Thì mình chạy vô đây mình kiếm nhiều khi là không thấy luôn á, mình phải hủy nhiệm vụ nha mọi người. Thì nếu như mọi người mà tìm mà không thấy á, thì mọi người cứ hủy nhiệm vụ xong rồi nhận lại nha. Thì đây là lần nhận là mình thấy dễ nhất nè mọi người. Đó, mình vô mình tìm xung quanh không thấy nha. Nhưng mà khi mình chạy tới gần cái thác nước á, thì mình thấy ẩn Miu đứng ngay đó nè. Lúc này là tôi chưa thấy nè. Rồi bây giờ tôi thấy rồi nha. Đây, đây là cái nhiệm vụ mà mình thấy dễ nè. Còn những cái nhiệm vụ trước á, thì mình tìm hoài không ra luôn đó mọi người. Rồi, thì bạn nào biết thì comment vô cho mình biết những cái vị trí luôn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ nhận nhiệm vụ ở Lý Miu nha. Rồi mình sẽ phải đi nướng cá nè. Thì như video trước thì mình có dặn mọi người là chừa lại 4 cái loại cá đó. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cần nè. Rồi bây giờ mình sẽ nướng cá cho Lý Miu nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn nhiệm vụ ở Miu Miu thôi, mình sẽ nhận nhé. Rồi mọi người hãy đi theo chỉ dẫn nè. Khi tới đây thì mọi người nhớ bấm vô cái nút sử dụng nha, thì chúng ta sẽ hoàn thành cái khu vực này. Rồi mọi người sẽ chạy tiếp nha. Đó, cứ chạy như vậy rồi nhường xe xuống, chúng ta sẽ bấm vô cái nút sử dụng nè. Cứ như vậy cho tới khi hoàn thành nha mọi người. Nhiệm vụ tiếp theo là tìm người chơi cải trang thành thú cưng à. Nhiệm vụ này đọc hơi lạ nha mọi người. Nhưng mà mọi người chỉ cần chạy xung quanh Playa để tìm thôi. Thì mình mới chạy tới chỗ chị Kem là mình thấy rồi nè. Rồi, mình chỉ cần là bấm vô là hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ của 3 NPC mới rồi nè. Ngoài làm nhiệm vụ để nhận xu á, thì hàng ngày mọi người coi cái quảng cáo để nhận nhiệm vụ hàng ngày nè, cũng được 3 xu một nhiệm vụ nha. Và chúng ta có tổng cộng là 11 nhiệm vụ, vậy là chúng ta được 33 xu lận đó mọi người.
Và ở trong một phần thưởng hàng ngày chúng ta cũng có luôn nè mọi người. Rồi mọi người nhớ xem quảng cáo để nhận nhá. Ở trong đây thì chúng ta sẽ được là 26 xu nè. Và cũng được chứ. Và còn một cách nhận xu nữa, đó là mọi người vô cửa hàng nè. Chỗ cái chợ xu mèo á, thì chúng ta sẽ có một cái gói miễn phí ở đầu tiên. Thì chúng ta chỉ cần xem quảng cáo là nhận được thêm 25 xu nè mọi người. Rồi bây giờ trước khi mình mở hộp á, thì mình sẽ quay random để chọn người chiến thắng của video trước đã nha. Không biết đợt này ai sẽ trúng thưởng đấy mọi người. Rồi xin chúc mừng bạn Khẩn nè. Rồi chúc mừng em đã trúng được một gói bán nhanh nha. Rồi bây giờ cùng mình mở hộp xu meo meo nha mọi người. Thì mình đã làm xong hết nhiệm vụ và nhận hết thì được 291 xu nè. Và ở trong đây có rất là nhiều đồ luôn nha. Và cái bộ đồ mình thấy quen lắm nha mọi người. Thì nhớ là có cái sự kiện nào có cái xe cà rốt thì như có là bộ đồ này luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái mặt với lại cái tóc thôi nha. Rồi 10 hộp đầu tiên nè mọi người. Mình sẽ mở 10 hộp luôn nha. Không biết ra cái gì đây. Mở. Trời ơi, ra được cái tóc với lại cái râu mèo nè. Là mới thôi. Còn lại là cũ hết nha. Rồi mình còn 41 xu mình sẽ mở thêm một lần nữa nè. Ra cái gì đây. Trời ơi, được một cái khối. Rồi và hôm nay chúng ta có một cái hộp mới nè mọi người. Đó là hộp hộ về ánh sáng nha. Và có cái pháp trượng mình thấy rất là hay luôn. Nhưng mà nó là cái búa đập đá luôn nha mọi người. Trời ơi, cái pháp trượng mà cầm đi đập đá nè. Rồi mình thấy cái bộ đồ cũng khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở thử 3 hộp mà ở vé câu bôn xem coi có ra gì không nha. Rồi hộp đầu tiên là Sukana này nè. Hộp thứ hai. Ôi, màu tím nha. Cái gì đây? À, một món nội thất rồi. Ôi, cái trụ đèn ánh sáng nha. Rồi hộp thứ ba nè. Cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi, là một cái trụ đèn ánh sáng nữa. Rồi bây giờ mình quyết định là mình sẽ mở 10 hộp một lần luôn nha. Để xem coi mình có ra cái pháp trượng hay là đồ không nha mọi người. Trời ơi. Ôi, một cái mái tóc nha. Được rồi đó. Một cái món gọi là trong bộ đồ đây nè. Cái gì vậy? Lại thêm cái mái tóc nữa. Cho một cái được rồi. Ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Cái giày. Cái giày nha mọi người. Lại thêm cái giày nữa. Ôi, cái cánh nha. Trời ơi, cái cánh đẹp nè. Ôi, trời ơi, nói gì nữa, bộ đồ luôn nè. Với 10 hộp đầu tiên mà mình đã gần full đồ rồi nha mọi người. Vậy là mình chỉ còn thiếu cái vòng đeo nè và cái pháp trượng này thôi. Bây giờ mình sẽ test nhân phẩm thêm 10 hộp nữa để xem coi là mình có ra cái món cuối này không nha. Rồi, ra nè. Trời ơi, ra cái vòng đeo ngay từ cái hộp đầu tiên luôn nè. Quá là xịn rồi. Cái gì vậy? Sao toàn trụ đen vậy nè? Rồi chùm đen luôn. Rồi chùm đen nữa. Rồi thêm cái giày nữa xong luôn. Trời ơi, nhà vía cho mọi người là 20 hộp mà full hết đồ thiếu trượng nha mọi người. Rồi nếu như mà bạn nào thích bộ đồ thì nhớ nhận vía này nha. Còn bạn nào mà ra được pháp trượng rồi thì nhớ nhà vía cho Rino nha. Và ở trong video này mình sẽ có một gói bán nhanh dành tặng cho mọi người. Thì mọi người nhớ like video này, đăng ký kênh của mình và bình luận ID của mọi người vô đây nha. Và nếu như video này đạt 1000 like thì mình sẽ mở gói event gọi là tặng thỏi vàng cho mọi người luôn. Đó, thì mọi người nhớ bấm like nhiệt tình vào nha. Và hôm nay chúng ta có một cái hành động mới ở trong cửa hàng nè mọi người. Đó, một hai cái hành động khóc nè. Thì giá với chỉ 10 kim cương thôi. Thì cái này nó nằm trong gói gọi là tiền mặt mắc nhất hồi xưa đó mọi người. Đấy, thì hồi đó mình thấy mắc quá mình không mua. Bây giờ ra là mình phải hốt liền. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay nha. Bye bye mọi người. Nhớ cho mình một đăng ký kênh, một like nha. Má yêu nè.